Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Đám Cưới Của Nhân Lì. Thì bữa hôm nay mình đang ở dưới nhà hàng Ninh Kiều 2 tại Cần Thơ các bạn. Thì cũng giống như các bạn đã nhìn vô video là các bạn thấy bây giờ nhà hàng trang trí rất là đẹp luôn. Có nến nè, có bông nè, có hoa nè, bàn nè. Còn bây giờ là khách chưa tới các bạn, ô bánh kem đã đem ra rồi. Thì hồi xưa á, các bạn biết không, người ta thường hay dùng mấy cái bánh màu trắng các bạn. Nhưng mà cái bánh này là mình đặt theo ý thích của mình, cho nên cái bánh này nó sẽ khác với lại mấy cái bánh trong tiệc cưới các bạn. Khi mà các bạn thấy mấy cái bánh trong tiệc cưới na ná giống nhau, thì bữa hôm nay là lễ vu quy của mình và con vợ mình. Đây là cái sân khấu ở dưới nhà hàng Ninh Kiều 2. Mình sẽ quay cho các bạn coi, để nếu mà các bạn đã có dịp về mà đặt nhà hàng này á, thì các bạn biết nhà hàng này nó làm ăn như thế nào. Lễ vu quy đó, bánh này, cái bánh này là mình làm theo cái ý thích của mình các bạn nhé. Màu xanh đó, các bạn thấy rất là đẹp không, có ri nữa, trắng trần châu hồ. Thì mình đặt ba cái bánh, thì ba cái bánh này là mình sẽ sắc cho những cái bà con thân thuộc ăn các bạn. Còn khách thì mình sẽ sắc những cái bánh mà nhà hàng đã chuẩn bị sẵn, những cái bánh mà ăn tráng miệng nhà hàng đã chuẩn bị sẵn. Còn những cái bánh này là cắt để dành cho bà con thân thuộc ăn. Đó, MC đi qua đi lại, các bạn thấy không? Thì nhà hàng này hỏi có cho mình MC sẵn luôn các bạn nhé. MC sẽ là người dẫn chương trình, sẽ là người giống như là dẫn cái đám cưới này. Đây là cái sảnh, lát nữa cô dâu sẽ bước vô từ cái sảnh này. Quá là đẹp luôn các bạn ơi, lộng lẫy quá. Nhà hàng Ninh Kiều 2 này nó rất là được nổi tiếng ở Cần Thơ các bạn nhé. Nếu như mà các bạn nào mà ở Cần Thơ thì chắc các bạn có biết cái nhà hàng Ninh Kiều 2 này. Rất là tiếc là hồi đó mình đi Việt Nam, mình không có làm YouTube, cho nên mình không có mời các fan hâm mộ tới dự. Các bạn biết không, trời, bữa đó nó thực sự là rất là đông luôn, không đủ bàn để ngồi luôn bạn. Mình phải kêu họ mở thêm mấy bàn đó. Cô dâu đang trong bộ trang phục màu trắng bước ra, cô dâu bữa hôm nay quýnh cái đầu đẹp quá. Thì cái người quýnh cái đầu của cô dâu tối hôm nay cũng là cái người quýnh cái đầu hồi sáng các bạn. Đó, bây giờ cô dâu là lộng lẫy. Ôi, chú rể cũng mặc bộ trang phục màu trắng nữa. Trời ơi, chú rể đang nhìn cái thùng tiền. Thì lát nữa người ta sẽ tới, người ta sẽ bỏ phong bì vô cái thùng đó. Hồi sáng là bà con đã tặng quà ở nhà của cô dâu rồi. Bây giờ là bạn bè tới đó, người ta sẽ tới và người ta sẽ ký tên. Ai tới ký tên thì sẽ để tiền vô cái thùng đó. Wow, bữa hôm nay trời nắng đẹp quá các bạn ơi. Rồi, một người khách tới cho cái bông, gắn cái bông lên để cho mình biết là bên nào là bên nhà trai, bên nào là bên nhà gái các bạn nhé. Đó, người ta ký tên đấy. Thì cái bản mà người ta đang ký tên vô mình cũng đem về Việt Nam để làm kỷ niệm nữa các bạn. Mình đem về Mỹ để làm kỷ niệm. Đó, cái bàn này là nhà hàng họ sắp xếp luôn, mình không cần phải sắp xếp. Tất cả mọi cái dưới đây đều do nhà hàng họ bao trọn gói, mình không cần phải làm gì cả các bạn. Mình chỉ cần xuất hiện thôi, mình chỉ cần xuất hiện thôi nhé. Thì bây giờ khách chưa tới cho nên cô dâu đi vòng vòng. Mấy cái người này là người trong nhà cho nên họ tới sớm đi, họ coi có gì phụ không. Mấy em nhân viên thì đi qua đi lại để coi có gì chuẩn bị hay không. Thì cũng giống như mình đã nói rồi, các bạn biết không, nhà hàng này thì họ chỉ tổ chức được có một đám cưới một lần thôi. Nó không giống như nhà hàng ở trên Sài Gòn các bạn, là họ tổ chức 17 cái đám cưới một lúc luôn. Cái nhà hàng này họ chỉ tổ chức một cái đám cưới một lần thôi nha các bạn, cho nên các bạn không thể nào lẫn lộn đâu. Đó, bây giờ chú gái bước ra đón khách. Đó, chú gái bây giờ là đứng ra để coi người nào bên cô dâu, người nào bên chú gái. Rồi, bữa hôm nay chú gái với cô dâu mặc bộ màu trắng đẹp quá các bạn ơi. Bây giờ là cho khách ký tên vô để làm kỷ niệm. Rồi, ô cô dâu cười rồi. Bữa hôm nay là cái ngày rất là vui của cô dâu và chú gái. Rồi, chú gái đang gọi trai nữa đây. Trời, cái thời buổi này người ta xài iPhone 13 rồi mà chú rể vẫn còn xài Samsung Galaxy Note các bạn. Bây giờ là người ta xài tới Samsung U21 rồi. Ok, bây giờ khách tới rồi. Bây giờ nó thật sự mấy người khách này là mình cũng không biết ai là ai luôn các bạn ơi. Người ta tới người ta chào mình, nó thật sự mình cũng không biết luôn. Có thể là bên gia đình của cô dâu. Đó, cô dâu đứng, cô dâu chào. Ở ngoài đường thì xe cộ vẫn chạy qua chạy lại tấp nập. Coi lại mấy cái video này vui quá. Đó, bây giờ chú rể cô dâu ra sân chụp hình với khách. Một cái background thiệt là đẹp luôn các bạn. Cái background này của nhà hàng họ đưa cho mình luôn. Đó, bây giờ ai muốn chụp hình với cô dâu chú rể thì đứng vô. Rồi xong, người tiếp theo đi. Hồi nãy ở nhà là chụp hình một lần rồi các bạn nha. Bây giờ là xuống nhà hàng chụp hình thêm lần nữa. Nói chung là bữa hôm nay cô dâu chú rể cứ chụp hình miết các bạn ơi. Đó, chú rể bữa nay bảnh bao đẹp trai quá. Lễ vu quy
Các bạn biết không, cái nhà hàng này á, thì mình rất là thích cái nhà hàng nó theo kiểu truyền thống các bạn. Có nghĩa là họ chỉ phục vụ mình bữa hôm nay thôi, chứ nó không có đông giống như bên ở trên Sài Gòn các bạn. Rồi bây giờ mình đi lên cái sảnh. Mình đi lên cái sảnh thì nhà hàng ở trên, còn ở dưới này thì mình để đứng chụp hình các bạn ha. Đó, cô dâu chú rể đang diễn lên phim. Rồi ai nữa, tới luôn, vô. Ba con của bác trời, mấy người dân họ đi đường, họ đứng vô, họ coi đám cưới của mình các bạn. Không biết có fan hâm mộ mình ở đó không ta. Minh Kiều 2, wow, cái khách sạn này nhìn rộng lẫy quá các bạn. Đây là khách sạn nhà hàng luôn. Tối nay mình có một cái phòng mình đặt ở trên trển. Sau khi mà mình với con vợ mình làm đám cưới xong thì ăn nhậu xong thì gia đình mình sẽ về. Nhưng mà mình với con vợ mình sẽ được một cái phòng ở trên khách sạn Ninh Kiều 2 này các bạn, giờ lên mình ngủ luôn. Đó, cô dâu và chú rể đó, cô dâu chú rể chụp hình nãy giờ chụp hình mỏi mệt luôn các bạn. Giống như Brad Pitt với Angelina Jolie bên Mỹ đó, giống như diễn viên Hollywood đó. Thôi đứng chụp hình vô đi bà con ơi, vô đi. Thì người nào mà có đôi có cặp á thì họ sẽ chụp hình riêng, còn người nào không có đôi có cặp á thì mình sẽ đưa người mình vô để chụp hình cho có đôi có cặp các bạn. Chú rể bắt đầu thấy nóng rồi đó, chú rể nóng rồi đó nha. Mặc cái bộ áo vest và đứng giữa một cái trời nắng là chú rể thấy nóng rồi đó. Các bạn biết mà ở bên Mỹ về á, nó thực sự Việt Nam rất là nóng các bạn. Rồi cô dâu chú rể đang đứng nãy giờ cũng hơi mỏi đó. Bữa hôm nay cô dâu là thay 7 bộ áo các bạn nha, 7 bộ áo. Ai còn ai nữa, còn ai nữa, bước vô, lẹ lên đi. Thì bây giờ mình sẽ đứng dưới đây chụp hình, rồi mình đón khách các bạn, ai muốn chụp hình thì tới đây. Xong rồi mình sẽ lên bàn, mình sẽ lên chển mình ăn. Vô, rồi bà con cô bác ơi, vô chụp hình với chú rể đẹp trai nè, vô đi. Rồi, chú rể mệt rồi đó, mà cho chú rể uống ly bia đi. Các bạn thấy không, cái lúc này mình không có làm YouTube cho nên mình không có thoải mái chiếc ống kính các bạn. Hồi xưa thì mình không có thích được quay phim, mình chỉ thích chụp hình thôi à. Sau cái đám cưới này về Việt Nam xong rồi mình mới đi làm YouTube các bạn nhé. Thiệt là tiếc quá là lâu lâu mới được đi về Việt Nam một lần mà không có thời gian để làm YouTube cho các bạn coi. Ok, rồi ai nữa đây? Rồi vô đi bà con cô bác ơi, chụp hình với chú dâu chú rể đi nè. Đó. Rồi thằng em mình đây, hai đứa em của mình các bạn nhé. Lên bàn ngồi luôn. Đó. Rồi bây giờ tới gia đình mình chú rể, mấy người này thì mình biết các bạn, đây là gia đình mình. Wow, hot girl Cần Thơ kìa. Thì ở dưới cái nhà hàng Ninh Kiều này giấc tối họ có bán cà phê các bạn nhé. Thì nếu mà các bạn nào mà không có đi ăn đám cưới đó thì các bạn có thể uống cà phê ở ngoài cái hàng cây này cũng được. Rồi bây giờ là khách kè tới càng lúc càng đông các bạn. Bên kia là siêu thị Co-op Mart. Vô đi chụp hình với cô dâu chú rể đi, vô đi các bạn ơi, vô đi. Đó, cái tấm hình này đem từ nhà đem xuống đây luôn các bạn. Đó, thằng em mình nó đang đứng ở dành nó tiếp khách tiếp mình. Rồi bây giờ là tới ai nữa đây, chụp hình đi. Nhân Trần, Châu Hồ, nhà hàng Trệt, Lễ Du Quy. Trời, nãy giờ hồi mình nói thật sự mình không biết đòi để mấy cái bảng luôn các bạn. Mình để 5-6 cái bảng luôn. Tấm hình cưới này để ngay đây đẹp quá các bạn, ai đi qua cũng khen hết, công nhận. Cái anh Quốc Toản anh chụp hình quá là đẹp đi mà. Ok, bây giờ là tới quay ở tầng trên nha các bạn. Rồi bây giờ bà con ơi hãy kéo lên đây đi, đứng ở dưới đông mệt quá à. Bây giờ thì họ có đưa ra một cái đội gọi là MC các bạn, một đội MC hoặc một đội múa lân hùng hậu. Thì họ sẽ mời một chàng trai, một chàng gái mặc đồ để mà đứng để đưa khách vô bạn ha. Nãy giờ chưa có nhưng bây giờ có rồi. Bây giờ họ sẽ đứng ngay cầu thang để mà đợi mình các bạn. Rồi quá đông luôn các bạn ơi, trời ơi khách quá đông luôn. Rồi vô ngồi bàn đi. Ai muốn ký tên thì ký tên nha, ký tên vô. Một phong bì, đây là bạn của cô dâu các bạn.
phong bì. Trời, tối nay cô dâu với chú rể đến tiền bà Thủy luôn. Ba phong bì. Nãy giờ cô dâu chú rể lo đứng ở dưới chụp hình. Ở trên này thì người ta quay lúc bỏ bao thơ vô. Vui nhất là lúc bỏ bao thơ đó các bạn. Rồi, nói thật sự thì cô dâu chú rể bây giờ mới được coi lại những video clip này. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các cô chú đã tới dự lễ đám cưới của Nhân Trần và Châu Hồ. Các bạn biết mấy người này họ không biết là họ đang dự đám cưới của một YouTuber nổi tiếng nhất đang xuất hiện các bạn. Lúc này đó, các bạn thấy bây giờ nhà hàng cử đội ra để mà đưa khách vô đó. Trời ơi, chưa gì mà ngáp rồi anh nội ơi. Wow, một bên trai một bên gái, ba người con trai ba người con gái. Lát nữa họ sẽ đứng này múa đó, cô dâu chú rể đi. Thì ra là họ chỉ đứng đây để họ đón cô dâu và chú rể thôi. Tèn 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 đó, bây giờ đổi hình lên đó. Hồi nãy giờ là họ đứng hơn ngáp, bây giờ là họ chắp tay với các bạn. Dàn vô phụ, dàn kể phụ đẹp quá các bạn. Cái này là của nhà hàng cho mình mướn các bạn nhé. Rồi bây giờ tất cả bà con cô bác đã ngồi vô bàn hết chưa, ai đã có bia hết chưa, ai đã có rượu hết chưa, người nào mà uống kem thì uống kem, người nào ăn bánh thì ăn bánh, người nào uống rượu thì uống rượu nha. Bây giờ là hôm đầu là vô càng lúc càng đông rồi, cho nên bây giờ chú gái phải đến lúc đi lên rồi các bạn ơi. Mình thích cái nhà hàng Ninh Kiều 2 được thôi các bạn, nó tạo cho mình cái không khí quê hương hơn đó. Chú gái xuất hiện mạnh bao quá các bạn, YouTuber tương lai đó các bạn ơi. Chỉ còn 2 tháng nữa về Mỹ là bắt đầu làm kênh YouTube ăn chơi cùng Nhân Lì. Nói thật sự khi mà các bạn coi cái video clip này á, các bạn chẳng biết cái kênh ăn chơi cùng Nhân Lì là cái gì đâu. Ok, bây giờ là nhà hàng bây giờ bắt đầu là đóng cửa lại rồi, thả rèm xuống rồi, cho nên mình phải thắp nến lên cho lung linh các bạn. Mấy ngọn nến lung linh đó. Bây giờ mấy em tiếp viên là bắt đầu đem bia, đem rượu, đem nước ngọt ra, đem đồ ăn ra phục vụ ha. Rồi bây giờ là chuẩn bị đó, đèn cày lên, nến lên, lung linh lên. Rồi vô đi các bạn ơi, bia rượu lên. Các bạn biết không, cái nhà hàng này á, là họ vẫn phục vụ theo kiểu truyền thống. Rồi có đội múa nữa các bạn, có đội hình ra múa nữa, chúc mừng cô dâu chú rể nữa. Cái nhà hàng này á, là họ cho mình uống từng chai bia các bạn, còn cái nhà hàng kia là họ góp bia vô cái ly kiến các bạn ha. Đó, còn cái nhà hàng này là họ cho mình đem rượu vô luôn. Con bướm xinh, con bướm tung tăng, đùa vui với lu hoa bên bay qua đàn hòa mình. Con én bay, con én la đà, da 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 da. Hết rồi. Cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ ra múa bạc chúc mừng ăn chơi cùng Nhân Lì. Cái này là khi mà mình đặt nhà tiệc cưới là họ có bao luôn các bạn nhé. Họ có bao MC nè, họ có bao múa nè, múa minh họa, múa vũ điệu, múa đủ thứ hết trơn luôn. Cho nên nếu mà các bạn nào mà có về Cần Thơ tổ chức đám cưới đó thì nhà hàng Ninh Kiều sẽ là một sự lựa chọn cho các bạn. Giá cả phải chăng không chặt chém. Con bấm xinh, con bấm ra da 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 da. Thì nãy giờ họ múa để mà câu giờ cho cô dâu chú rể, để cô dâu chú rể đi thay đồ các bạn. Rồi xong rồi, coi bộ xong rồi. Wow, cái anh ở giữa múa sung quá, quấy một vòng có nào. Con bấm xin, con bấm ra tình. Xong xôi, một dàn múa rất là đẹp luôn. Các bạn hãy vỗ tay cho đội múa ABC nha.
thì sợ chứ về Việt Nam mới có cái mấy cái cảnh này các bạn, chứ ở Mỹ đám cưới ở Mỹ không có mấy cảnh này. Cho nên mình với con dạo mình lựa chọn về Việt Nam để quay video clip này á, nó thực sự là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Chứ nếu mà thật sự các bạn ở Mỹ tổ chức đám cưới á, các bạn sẽ không có được những cái cảnh này đâu. Đó, có người phục vụ bia rượu tặng bàn luôn, lấy nước đá tặng bàn luôn. Ở những cái nhà hàng mà phục vụ theo kiểu Tây á, họ không có dùng nước đá giống như nhà hàng này các bạn nhé. Họ ướp bia sẵn thì họ có ly cho mình uống. Bây giờ là đang dịp Tết cho nên họ đem mấy cái cây mai với lại mấy cái dòng câu liễn ra để chúc mừng Tết cho mình luôn. Vừa đám cưới vừa ăn Tết, vừa đám cưới vừa chúc Tết luôn. Đê 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 đê. Con bấm sinh, con bấm sinh, con bấm đa tình. Đưa vui với la 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 la. Quá hay, vỗ tay, vỗ tay. Cảm ơn các anh chị đó, ba ba vợ vô. Hello, xin chào các bà con, cô bác. Hello, hello, hello. Rồi đi sau lưng là hai cái cặp đôi hình ảnh bước ra. Thì mỗi một cặp sẽ dẫn một người vô. Đó chính là ba ba vợ của chú rể. Hello, ba ba chú rể. Rồi bây giờ là nhân vật chính chuẩn bị xuất hiện đây. Tèn 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 tèn. Wow, bây giờ là nguyên một đội ngũ ở sau để hậu thỉnh cô dâu chú rể lên các bạn. Cái lúc này nó cảm giác nó đã đó các bạn ơi, có người đưa mình lên các bạn. Wow, đã quá cái cảm giác của chú rể lúc này rất là phê luôn các bạn. Nó cái cảm giác giống như các bạn nhận được nút vàng YouTube gì đó. Tèn 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 tèn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Hy vọng các bạn sẽ bấm đăng ký để ủng hộ kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Tèn 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 tèn. Đó, MC ra. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã tới dự cái buổi lễ hôm nay. Bây giờ cô dâu chú rể hãy gót rượu cho ba má vợ. Cô dâu chú rể hãy gót rượu cho ba má ruột. Rồi bây giờ hai ông tham gia cùng ly cái đã. Cạn ly các bạn ơi, trăm năm hạnh phúc. Đó. Rồi bây giờ MC mời ba mẹ cô dâu và ba mẹ chú rể xuống. Hãy nhường sân khấu lại cho cô dâu và chú rể. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì trong thời gian vừa qua. Bây giờ các bạn hãy cắt bánh cùng Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Đó. Tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn. Rồi bữa đây con vợ mình nó thay cái bộ sơ rơi màu hồng rồi các bạn. Thì cái nhà hàng này các bạn, con vợ mình nó thay cái bộ sơ rơi màu hồng. Thì nhà hàng bắt đầu đổi đèn màu hồng các bạn, cho nó hợp tông. Tông xịt tông. Tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn. Tèn cạn ly trăm năm hạnh phúc. Bèn. Rồi bây giờ là xong cái nhiệm vụ của cô dâu và chú rể rồi. Bây giờ cho cô dâu và chú rể đi lên động phòng hóa chúc. Như vậy thì đó là cái phần làm lễ xong các bạn. Bây giờ là tới phần ăn uống tiệc tùng. Thì cô dâu và chú rể sẽ đi vòng vòng để mà mời rượu từng bàn từng bàn. Mấy chữ ký của những người ta. Mình phải đem cái này về Mỹ để làm kỷ niệm các bạn. Đây là rất là một món quà rất là có ý nghĩa. Ok bây giờ trời ơi, mới đây chú rể thay bộ đồ màu đen rồi. Cô dâu thay bộ đồ màu xanh rồi. Công nhận chú rể mặc bộ đồ màu đen coi bộ không có đẹp bằng bộ đồ màu trắng các bạn nha. Vô cạn ly. Ok bây giờ tối nay là chú rể không sai là không về các bạn. Các bạn đừng ép ép bia chú rể quá nha. Phải để cho chú rể còn sức để tối nay động phòng quá chút nữa chứ. Cô dâu thay bộ đồ màu xanh. Hồi nãy là cô dâu mặc bộ đồ màu trắng, xong rồi thay bộ đồ màu tím, xong rồi thay bộ đồ màu xanh. Cạn ly đó. Mẹ chú rể mới đây cũng thay một bộ đồ màu đỏ nữa. Rồi vô luôn các bạn ơi. Đó, vô cạn ly với chú rể coi. Trời ơi, nãy giờ chú rể nói cạn ly mà nhấp môi không vậy. Tối nay phải giữ sức để động phòng quá chút chứ.
cạn ly. Vô cái chú gãi. Trời, chú gãi nãy giờ có cái ly mà uống hoài không hết vậy. Vô. Vô, cạn ly không sai không về. Cạn ly các bạn ơi. Đó, anh trai của chú gãy và chị dâu của chú gãy. Đó. Rồi bây giờ tôi bộ rồi, nãy giờ cái ly của chú gãy vẫn còn yên nguyên các bạn, không có hao hụt cái gì hết. Wow, chú gãy uống rượu hay quá, nãy giờ toàn là nước lã không à. Chặn ly cái còi. Hết ly chú gãi ơi. Sau cái video này, Nhân Lì về Mỹ, Nhân Lì quyết định sẽ thành lập ra một kênh YouTube ăn chơi cùng Nhân Lì. Rồi, cạn ly các bạn, cạn ly, vô. Thôi nào quá. Rồi, uống từ từ thôi, đừng có ép người ta uống mà. Đó, vô. Nãy giờ là chú gãi là đuối rồi các bạn ơi, cạn ly. Rồi, bây giờ là nhắn nhủ gì đây? Chúc các con trên năm hạnh phúc, buôn mai bán đất, một năm hai đứa, hai năm ba đứa, ba năm bốn đứa. Vô tới luôn, cạn ly không sai là không về. Tối hôm nay là các bạn vô nhà hàng, các bạn chỉ nghe vô, oh yeah, vô. Rồi các bạn ơi, nãy giờ nó thực sự không biết mình vô bao nhiêu lần mà cái ly của mình nó vẫn chưa hết các bạn. Mình đi mấy chục bàn rồi mà cái ly của mình nó vẫn còn nguyên à. Đáng lẽ là nãy giờ mình uống mấy chục ly đó, nhưng mà nãy giờ mình thấy không. Rồi, cạn ly đi, uống bia đi kèm nó đó các bạn thấy không. Đi ăn tiệc, đi nhà hàng là phải uống bia như vậy mới đã. Chứ đi ăn tiệc mà uống bia nhà hàng là không có đã các bạn. Phải uống bia, phải vô như vậy mới đã. Cạn ly. Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã đăng ký ủng hộ kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Rồi. Bây giờ còn bạn nào nữa chú, để chú gãi qua chú gãi cùng ly cái đi. Để chú gãi còn phải đi lên động phòng nữa chứ. Vô. Giờ đi. Trời, công nhận bữa nay đông thiệt nó trời. Bây giờ là người ta thấy cô dâu chú gãi nãy giờ uống hơi nhiều, bắt đầu xỉn rồi đó. Bây giờ người ta đòi gấp cho cô dâu chú gãi ăn. Nó thật sự nãy giờ người ta ăn gần hết rồi mới gấp cho cô dâu chú gãi ăn các bạn. Trời, cô dâu chú gãi nãy giờ đứng đó bụng gần chết luôn mà không ai gấp đồ ăn cho. Vô. Vô các bạn, vô luôn. Trời ơi, hai tuần hay đi ken này, tối nay chú gãi phải đem lên phòng chú gãi uống một mình mới được. Cạn ly các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh này. Cạn ly, vô đi bà con cô bác ơi. Một người YouTuber chuẩn bị xuất hiện. Trời ơi, các bạn biết không, cái chuyến đi Việt Nam này á, nó thực sự mình không quay YouTube cho các bạn coi nó thiệt là ổn lắm các bạn ơi. Trời ơi, cái chuyến đi Việt Nam này nó thực sự mình đi từ trong ra ngoài, mình đi từ Nam ra Bắc luôn. Không biết bao giờ mới có dịp đi nữa. Rồi ơi, bây giờ lên món gì đây? Trời ơi, nai xào lăng, món tủ của chú rể kìa. Nai xào lăng chấm bánh mì.
vô vô đi rồi mình về, vô vô rồi thôi bây giờ tôi bây giờ vô một cái nha, vô. Trời, chú gãy mới đây được góp một ly bia mới nữa rồi. Ok các bạn ơi, coi như là cái buổi tiệc vô nãy giờ là coi như tạm ổn rồi, bây giờ là tới buổi tiệc ca hát đi. Ai muốn lên ca thì lên ca. Ô trời, chú gãy bây giờ thay bộ đồ đỏ rồi, cô dâu bây giờ đang thay bộ đồ màu cam rồi, bằng tinh hoa rồi. Coi như là bây giờ cái màn thảy hoa đã xong rồi, một người đã bắt được trái cầu hoa. Ok, bây giờ cái bộ khách khứa cũng chuẩn bị đi về, cô dâu lại thay một cái bộ đầm màu cam các bạn. Bây giờ thì mình phải tạm biệt cô dâu chú rể để đi về thôi. Tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì đó. Cô dâu chú rể đang nói chuyện với nhau. Rồi, bây giờ coi như là khách chuẩn bị về rồi, khách chuẩn bị về rồi các bạn ơi. Ôi tội nghiệp ơi, hết tiệc rồi, tiệc tàn rồi. Những người mà còn ở lại là đa số là bà con không các bạn ha. Còn khách khứa thì ngày mai họ còn phải đi làm, cho nên họ xin phép họ về sớm. Cảm ơn các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã tới dự đám cưới của Nhân Lì, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Rồi bây giờ bà con về bớt rồi các bạn ơi, cô dâu chú rể bây giờ cũng đã mệt rồi, cũng đã khuya rồi. Đây là cô giáo của cô dâu đó các bạn. Rồi bạn bè của ba vợ. Không biết mấy người này họ coi video này, họ thấy họ xuất hiện trong kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì, chắc họ vui lắm. Trời ơi, tôi được xuất hiện trong kênh của Ăn Chơi Cùng Nhân Lì kìa. Trời ơi, tôi đã thành người nổi tiếng kìa. Rồi, cô dâu chú rể bây giờ đang làm gì đây? Dặn cô dâu chú rể nãy giờ đứng mệt đó các bạn, trời đứng từ sáng đứng tới chiều. Bây giờ xuống nhà hàng vẫn đứng nữa, nó thật sự trong cái bữa đám cưới này á, cái người mà mệt nhất đó chính là cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể đứng không các bạn? Đó, bây giờ chú rể bây giờ cái cơ bộ là hơi mỏi chân rồi đó nha. Chú rể thay 3 bộ đồ, màu trắng, màu đen, xong màu đỏ các bạn. Cô dâu thay 5 bộ đồ. Cảm ơn anh chị, cảm ơn cháu nha, yeah. Cảm ơn các bạn nha, yeah. Cảm ơn chú, cảm ơn bác, cảm ơn. Nóng quá các bạn ơi. Ok, như vậy thì đây là cái phần cuối của đám cưới Nhân Lì năm 2016 nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Hy vọng các bạn sẽ thích những cái video này. Đây là những cái video mà kỷ niệm mà mình đã lưu giữ lại, bây giờ mình mới có dịp để phát lại cho các bạn coi. Đó, bây giờ tới thằng em mình đi ra. Rồi, bây giờ thì cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Bây giờ khách khứa ai cũng đi về hết rồi, cho nên cô dâu chú rể cũng phải về phòng nghỉ ngơi nữa. Đó, bây giờ người ta bây giờ lại mình phải lên khách sạn mình nghỉ ngơi nữa.